Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình chào ngày mới sáng thứ năm ngày mùng 6 tháng 1 của STV. Trong chương trình sáng nay chúng tôi sẽ đề cập đến câu chuyện về giải quyết bài toán thiếu giáo viên đứng lớp ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Các cuộc sống cuối chương trình sẽ giới thiệu về lễ mừng cơ mới của người Khơ Mú huyện Yên Châu. Bây giờ là phần tin tức. Dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp, khó lường, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng nhân dân, để thực hiện tốt việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân trước đại dịch COVID-19, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 168-2021 về một số cơ chế chính sách trong phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, quy định cơ sở thu dung điều trị COVID-19 là cơ sở tiếp nhận, quản lý, chăm sóc sức khỏe, điều trị người nhiễm COVID-19 theo một trong các hình thức tổ chức sau đây. Bệnh viện giã chiến điều trị COVID-19 Bệnh viện điều trị COVID-19, Bệnh viện hồi sức cấp cứu COVID-19, Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19, trạm y tế lưu động, các khoa phòng, bộ phận, đơn vị của cơ sở khám bệnh chữa bệnh được giao nhiệm vụ thu dung điều trị người nhiễm COVID-19. Đối với sản xuất, nhập khẩu, cung ứng thuốc trong tình hình dịch COVID-19 được phép giảm bớt một số thủ tục giấy tờ pháp lý trong hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc phục vụ trực tiếp cho phòng chống dịch COVID-19 đối với các loại thuốc thông tin công bố trên trang thông tin điện tử của Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố, cho phép Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu mà không phải thực hiện thủ tục phê duyệt đối với vaccine đã được WHO phê duyệt sử dụng trong trường hợp khẩn cấp hoặc cấp bách. Vaccine do chính phủ, các nước viện trợ cho Việt Nam đã được WHO hoặc các nước thuộc nhóm cơ quan quản lý dược chặt chẽ, phê duyệt. Các vaccine do chính phủ, các nước viện trợ và đã được cấp phép nhập khẩu trong trường hợp khẩn cấp hoặc cấp bách. Nghị quyết này áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 và có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Sản xuất công nghiệp trong những tháng cuối năm ở nước ta đã có những khởi sắc ngay sau khi các địa phương thực hiện nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, góp phần vào giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 4,82% so với năm 2020. Trong đó, riêng ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 6,37%, đóng góp 1,61 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế. Chỉ số tiêu thụ của ngành này tăng 4,5% so với năm 2020. Tỷ lệ tồn kho bình quân trong năm là 79,1%, trong khi năm 2020 là 71,9%. Còn lại là ngành sản xuất và phân phối điện tăng 5,24% ngành cung cấp nước, hoạt động, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4%, riêng ngành khai khoáng giảm 6,21%. Trong năm 2021, công tác quản lý sử dụng đội ngũ công chức viên chức có nhiều đổi mới tích cực. Đáng chú ý là việc bỏ quy định bắt buộc chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học và cắt giảm quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp viên chức Bộ Nội vụ cũng đang khẩn trương nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện một số chính sách đổi mới về tuyển dụng công chức viên chức, thu hút trọng dụng nhân tài, tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo quản lý, thực hiện chế độ hợp đồng tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, về biên chế công chức viên chức. Đến hết năm 2021, cả nước đã giảm 10% biên chế công chức, giảm 11,67% biên chế sự nghiệp. Việc tinh giản biên chế cơ bản đã gắn với cơ cấu, cơ cấu lại đội ngũ công chức viên chức theo vị trí việc làm và từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ. Riêng năm 2021, kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và tương đương giảm 7 tổ chức. Tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn cấp sở giảm 1.648 tổ chức. triển khai thực hiện đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2021. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện và Ủy ban Nhân dân các xã ra soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi xử lý của cấp huyện, cấp xã, kịp thời niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính và quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và Ủy ban Nhân dân các xã, và trên cổng thông tin điện tử của huyện xã để cá nhân tổ chức và doanh nghiệp nắm bắt được các thủ tục hành chính trong phạm vi huyện xã giải quyết nhằm giúp cho tổ chức cá nhân truy cập trên mạng khai thác các hồ sơ thủ tục giấy tờ để chủ động xây dựng hồ sơ thuận tiện cho việc giao dịch nâng cao chất lượng trong việc giải quyết thủ tục hành chính ở địa phương. Kết quả trong năm 2021, cấp huyện tiếp nhận 825 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đã giải quyết 801 hồ sơ, đang giải quyết 24 hồ sơ trong hạn. Cấp xã tiếp nhận và giải quyết 29.945 hồ sơ đạt 100%. Là một trong những địa phương trọng điểm phát triển nông nghiệp của tỉnh, thời gian qua, huyện Yên Châu đã tập trung tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, góp phần xây dựng nền nông nghiệp của địa phương theo hướng bền vững. Huyện Yên Châu hiện có trên 10.000 ha cây ăn quả, trong đó có trên 7.000 ha đang cho thu hoạch, với các loại cây ăn quả chủ lực như xoài, nhãn, mận hậu, mía, mỗi năm sản lượng đạt trên 70.000 tấn. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, huyện Yên Châu đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó tăng cường việc quảng bá xây dựng thương hiệu, ký kết hợp đồng tìm đầu ra cho các sản phẩm nông sản, tuyên truyền cho các hợp tác xã, hộ sản xuất đẩy mạnh việc chế biến sau thu hoạch nhằm bảo đảm đầu ra, ổn định giá thành sản phẩm. Cùng với đó là tiếp tục phát triển và quản lý tốt 862 ha diện tích được cấp mã số vùng trồng, 546 ha cây ăn quả các loại được cấp chứng nhận Việt Gáp. Theo định hướng phát triển ngành nông nghiệp của huyện Yên Châu, tầm nhìn đến năm 2025, toàn huyện phát triển mới trên 2.200 ha cây ăn quả, đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất để nâng chất lượng sản phẩm, ứng dụng công nghệ chế biến tiên tiến sau thu hoạch, làm tăng giá trị sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường, duy trì và phát triển thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh các sản phẩm chủ lực của địa phương trong những năm tiếp theo. Năm học 2021-2022, huyện Sông Mã có 23 trường triển khai thực hiện nấu ăn tập trung cho trên 7.400 học sinh, tăng 1.700 học sinh so với năm học trước. Để việc tổ chức nấu ăn cho học sinh bán chú có hiệu quả, Ủy ban Nhân dân huyện Sông Mã đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, tổ chức giả soát, tổng hợp nhu cầu về cơ sở vật chất tại các đơn vị trường, tổ chức nấu ăn tập trung, bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu, tạo thuận lợi cho công tác nấu ăn bán chú. Đến nay, toàn huyện có 222 phòng ăn ở bán chú được đầu tư xây mới và kiên cố hóa, không có phòng tạm, đảm bảo điều kiện sinh hoạt ăn ở cho các em học sinh. Việc thực hiện tốt công tác nấu ăn ở bán chú cho học sinh trên địa bàn huyện Sông Mã đã góp phần duy trì sĩ số học sinh đến lớp, giảm tỷ lệ học sinh nghỉ học, bỏ học giữa trường, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục của các đơn vị trường học tại các vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin thời sự, chương trình sẽ tiếp tục với câu chuyện ngày mới. Năm học 2021-2022, ngành giáo dục Sơn La thiếu gần 3.000 giáo viên các bậc học. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường học và gây ra nhiều khó khăn trong quá trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Ngành giáo dục và đào tạo cũng như các huyện, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp bổ sung lực lượng giáo viên đáp ứng nhu cầu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của địa phương. Tại trường tiểu học Mường Khiêng một, huyện Thuận Châu hiện có 3 điểm trường lẻ và một điểm trường trung tâm. Do đặc thù nên có những lớp chưa đảm bảo sĩ số học sinh nhưng vẫn phải bố trí đủ giáo viên đứng lớp. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên trong toàn trường. Đây là thực trạng chung tại huyện Thuận Châu, một trong những huyện vùng cao của tỉnh Sơn La. Tại đây hiện có 84 trường học các cấp. Do địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn nên ngành giáo dục phải bố trí gần 150 điểm trường lẻ, lớp học cắm bản, vì thế khiến việc đầu tư cơ sở vật chất bị giàn trải, số lượng giáo viên đứng lớp không đảm bảo. Thiếu giáo viên thì cũng làm ảnh hưởng khá lớn đối với tất cả các hoạt động của nhà trường, đặc biệt là về công tác chuyên môn. Nếu như đủ giáo viên thì nhà trường sẽ có cơ hội để nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như là các cái hoạt động khác. thì cũng rất là mong muốn các cấp các ngành làm sao giao đủ biên chế cho nhà trường để nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học trong những năm tiếp theo, đặc biệt là nhà trường đang có kế hoạch về xây dựng cái trường trọng quốc gia. Trên địa bàn tỉnh Sơn La, tình trạng thiếu giáo viên đã kéo dài nhiều năm qua nhưng chưa thể khắc phục. Đặc biệt, từ khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, việc thiếu giáo viên lại có xu hướng tăng lên bởi đòi hỏi số giáo viên một lớp cao hơn so với yêu cầu phải học hai buổi trên ngày. Nhưng riêng với tiểu học của chúng tôi là đặc thù là sắp tới mà chương trình mới là với lớp 3 là bắt buộc có môn tin học và môn ngoại ngữ. Thì với giáo viên tiểu học hiện tại của chúng tôi là có 45 giáo viên tiểu học. Thì hiện tại nếu như đúng để đáp ứng năm tới thì hoàn toàn giáo viên tin và giáo viên của ngoại ngữ là chúng tôi năm tới sẽ thiếu. Và giáo viên văn hóa để đáp ứng 1,5 giáo viên trên lớp thì trong năm tới chúng tôi cũng phải thiếu đến 4-5 biên chế. Hiện nay tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành giáo dục Sơn La có hơn 22.000 người. Trong năm học 2021-2022, ngành giáo dục thiếu hơn 2.940 giáo viên. Theo đánh giá của ngành giáo dục, do thiếu giáo viên nên số giờ giảng dạy của nhiều giáo viên tăng cao hơn nhiều định mức. Có giáo viên từ 25 đến 28 tiết trên tuần. Ngoài ra với việc dạy quá nhiều nên giáo viên khó khăn trong việc dành thời gian nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018. Bên cạnh đó, chất lượng giáo dục của một số nơi khó nâng lên. Trước thực tế và tình hình như vậy, ngành giáo dục Sơn La cũng đề xuất không đưa lĩnh vực giáo dục vào chỉ tiêu tỷ lệ tinh giản biên chế do tính chất đặc thù vừa đang thiếu quá nhiều giáo viên, nhiều điểm trường lẻ, phạm vi rộng phân tán. Trong khi đó, các trường học phải thực hiện phương châm có học sinh thì phải có giáo viên để phòng tránh tình trạng học sinh bỏ học. Vâng mong rằng tới đây vấn đề biên chế của ngành giáo dục sẽ được tháo gỡ để tạo điều kiện cho ngành giáo dục hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Khép lại câu chuyện ngày mới, mời quý vị tiếp tục chương trình với Góc Cuộc Sống. Thưa quý vị, cũng giống như các dân tộc khác, người không mú có nhiều phong tục tập quán, lễ hội riêng mang đậm dấu ấn của dân tộc mình, trong đó có lễ hội mừng cơm mới. Hoạt động văn hóa cộng đồng đặc sắc này sẽ được giới thiệu ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Nghi lễ mừng cơ mới của người Khơ Mú là một nghi lễ đơn giản nhưng mang tín ngưỡng tâm linh sâu sắc, nhắc nhở con cháu nhớ về tổ tiên ông bà, cảm ơn người đã khuất, cầu mong cho con cháu khỏe mạnh, là dịp con cháu đoàn tụ vui vẻ, cầu mong một mùa vụ bội thu. Sáng ngày làm cơ mới thì đầu tiên là người ông chủ nhà thì là gọi là Ờ, thờ báo cáo tổ tiên hôm nay sẽ làm tổ chức lễ cơm mới. Ở bản thàn xã Trình Pằn, huyện Yên Châu, để tổ chức lễ mừng cơm mới, chủ nhà cùng một số thành viên trong gia đình mang theo thuổng, ép, lên nương, gọi hồn ngô, hồn khoai, hồn lúa và chuẩn bị các lễ vật để làm cơm mới. Lễ vật để mừng cơm mới khá đơn giản, chỉ bao gồm các loại hoa quả, rau măng ở trên nương, dưới ruộng. Có gì thì sẽ lấy về, chế biến để dâng lên tổ tiên ngoài ra nhà nào có điều kiện thì mổ lợn gà nhà nào không có điều kiện thì cũng phải có ít nhất một con gà để dâng lên tổ tiên ông bà và để con cháu ăn mừng cơm mới nghi lễ cúng tế diễn ra trang nghiêm thầy cúng thực hiện nghi lễ theo phong tục sau khi xin phép tổ tiên tổ chức lễ mừng cơm mới chủ nhà sẽ cầm một con gà để vái đầu gối của từng thành viên trong gia đình cảm tạ sau một năm lao động vất vả vái đầu gối con trâu đã giúp cho con người cày bừa mệt nhọc cả năm để có vụ mùa bội thu. Trước khi thả trâu đi ăn cỏ, chủ nhà sẽ cài thêm hoa lên sừng trâu để cầu mong trâu khỏe mạnh, vững vàng như tảng đá lớn. Khi các món ăn đồ lễ đã chuẩn bị xong, chủ nhà sẽ sắp các lễ vật vào một mâm riêng đặt ở góc bếp để cúng mời tổ tiên ăn trước. Cầu mong ông bà tổ tiên phù hộ cho con cháu đều mạnh khỏe, mưa thuận gió hòa, năm tới trồng cây gì cũng được mùa, nuôi con gì cũng mau lớn, cuộc sống ấm no hơn. Tiếp đó, buộc chum rượu cần vào thanh tre đã được nối sẵn từ sàn lên đến xà ngang nhà. Chủ nhà một tay vít cần rượu, một tay cầm đôi đũa gắp bã rượu cần từ trong chum ra bón qua một cái lỗ của nhà sàn, vừa khấn với ngụ ý mời ông bà tổ tiên về uống rượu cần, vui lễ cơm mới với con cháu. Cảm ơn ông bà tổ tiên đã trông nương ruộng để cho con cháu được mùa. Sau khi kết thúc nghi lễ cúng mời tổ tiên về hưởng cơm mới, chủ nhà cũng bắt đầu bày mâm và mời anh em họ hàng, người dân trong bản đến dự bữa cơm mới. Trước bữa ăn, ông chủ nhà mang bí đỏ đã luộc sẵn, bôi vào lưng anh em họ hàng đến mừng cơm mới để tỏ lòng phấn khởi mùa vụ bội thu sau khi mọi người đã cùng nhau vui vẻ quây quần bên mâm cơm sẽ tiếp tục vui uống rượu cần và múa xòe cho tới tận đêm khuya Vâng, rất là đáng mừng là những bản sắc văn hóa trong đó có lễ hội các dân tộc như mừng cơm mới của dân tộc Khơ Mú chúng ta vừa theo dõi hay là kinh băng then của dân tộc La Ha, hết trá của dân tộc Thái và nhiều lễ hội khác nữa đã và đang được quan tâm, phục dựng, gìn giữ những giá trị văn hóa của cha ông để lại. Tới đây, chương trình Chào Ngày Mới sáng nay xin được kết thúc. Chúc quý vị một ngày mới nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.